Xin chào tất cả các bạn, chào mừng bạn đã quay trở lại với Zero Bug Hobby Channel. Trong video ngày hôm nay, mình xin được giới thiệu với các bạn đến món đồ chơi Deluxe Glass Crosshairs Transformer The Last Night Premier Edition. Thì đầu tiên chúng ta hãy cùng xem qua thật nhanh cái hộp của món đồ chơi này trước. Đây, Premier Edition Crosshairs Transformer The Last Night Hasbro Autobot Deluxe Glass. Đây, Crosshair. Đằng sau này chúng ta sẽ thấy Crosshair ở dạng robot và vehicle. Cần 12 bước để chuyển anh ta từ hai dạng này qua lại. Ngoài ra thì nó còn recommend các bạn mua Bumblebee và Strip. Con Bumblebee này thì mình đã giới thiệu với các bạn rồi, chính là con version 2 ấy. Thì ở dưới này, đây, Made in Vietnam Authentic Transformer. Rồi, vậy là xong thông tin của hộp đồ chơi. Và đây, Crosshair. Các bạn thấy này, Sobotka, tên của nó là gì ạ? Đây, Crosshair thì các bạn sẽ biết là nó xuất hiện ở cả Transformer 4 và 5. Và ở bản 5 thì, bản 4 thì mình không rõ xe của nó là loại gì, nhưng bản 5 thì là 2016 Chevrolet Corvette C7 Stingray. Cái tên của nó hơi dài, mình cũng phải Google xem, chứ với một thằng không biết nhiều về xe như mình thì phải Google thôi. Thì đây, Deluxe Glass thì mình cũng không muốn so sánh nó với một số cái mẫu Deluxe khác làm gì, vì mình cũng, các bạn cũng đã biết là kích thước của Deluxe thì nó như thế nào rồi, nhưng không cần phải so sánh làm gì nhiều cho mất thời gian. Và nếu như là mình có mẫu sản phẩm nào đấy mà kiểu cùng một nhân vật thì mình sẽ so sánh nó, còn nếu mà khác thì thôi, chả so sánh làm gì cho mệt, cùng một kích thước thôi mà. Thì đây, mình cũng chỉ có Deluxe Glass thì mình cũng chỉ có con Crosshair thôi, cái nhân vật Crosshair mình chỉ có này thôi. Thì đây các bạn nhìn này, ngoại hình ở bên trên này thì là sport car rồi này. Ở dưới này thì đây các bạn nhìn nguyên người nó luôn, chả có phải giấu trước gì cả, này tay này, người này, đầu này, chân này, nguyên người luôn. Đây là hai khẩu súng. Giờ đương nhiên là nó sẽ lăn được. Rồi, vậy thì đấy là xong về phần ngoại hình của Crosshair. Bây giờ chúng ta hãy cùng biến Crosshair thành robot. Thì đây, đầu tiên chúng ta sẽ tháo hai khẩu súng của anh ta ra. Thì cái khẩu súng này, các bạn sẽ thấy chỗ này có một cái táp, chỗ này rất là nhỏ ở cả hai khẩu súng. Nó sẽ đi vào hai cái lỗ ở hai bên tay này. Đây, thì bước đầu tiên chúng ta sẽ tháo hai cái tay này ra, để như này. Rồi sau đấy chúng ta sẽ cầm cái phần này, tách nó ra như này. Khi mà tách nó ra rồi như này thì chúng ta sẽ ấn vào phần này thì nó sẽ dễ tháo cái chỗ này ra hơn. Đó, chúng ta sẽ tháo nó cả hai bên ra. Rồi, chúng ta sẽ cầm, tiếp theo là cầm cái này và gạt cái phần đít xe này xuống dưới. Nó có khớp đôi ở trên này mà. Đấy, chúng ta đã gạt nó xuống như này thôi. Rồi sau đấy thì chỗ tay này, các bạn nhìn này, đây nó sẽ phải rút cái chỗ tay, chỗ này nó cũng là khớp đôi. Bạn sẽ lấy thẳng nó ra như này, rồi đẩy cái phần bánh xe ra sau, kéo phần này xuống. Chúng ta thành cái vai. Tương tự bên này cũng vậy, chúng ta sẽ kéo giãn cái phần khớp đôi ra, rồi đẩy cái xe sau, kéo phần vai xuống. Vậy là chúng ta xong hai cái tay. Rồi hai cái tay, rồi đến phần chân này. Chân này thì tách ra này, ta xoay cái phần đầu gối ra phía trước, rồi chúng ta bỏ cái phần chân này xuống. Cái mẫu này của cái version này của mình thì cái này nó rất là lỏng. Cũng may là ở đằng trong cái chân này nó có một cái gót để support được cái chân, chứ không thì nó lỏng lỏng là thì không đứng được. Tương tự chân bên này, mở ra, vậy là tương đối xong chân người, chân này, tay này, rồi người. Rồi phần cuối cùng thì chính là cái phần đằng sau này, bách này. Thì các bạn, chỗ này các bạn mở ra thì bên trong nó có một cái cánh. Mình sẽ mở cái cánh ấy ra và tạo thành cái áo choàng cho Crosshair. Rồi đây, chúng ta có áo choàng đằng trước. Ở đằng sau này, bình thường nếu mà nó như này thì các bạn gập vào đây. Nếu các bạn có muốn một cái áo choàng kiểu đúng nghĩa áo choàng đằng trước đằng sau ấy, thì các bạn sẽ để nguyên như này.
Còn trong hướng dẫn thì chúng ta sẽ phải gập cái này vào trong. Nhưng bạn nào mà thích có để nguyên một cái áo choàng thì để cái này cũng được. Cá nhân mình thì mình thích ở trong cho nó gọn hơn. Thì sẽ gập cái này vào trong như này. Rồi. Đó. Con corset này có 12 bước thôi, nên là nó rất đơn giản, không có gì quá là cầu kỳ. Những cái phần mà tháo ra tháo vào thì nó cũng có những cái tab như này. Thì mình cũng nói ít hơn thì các bạn hiểu, cái những cái video trước thì mình thường hay sẽ nói là cái tab này nó tab vào đâu đâu đâu, thì nói chi tiết hơn như vậy thì có vẻ là nó sẽ làm cho video nó hơi dài so với trung bình video khác. Thì đây giờ mình cũng sẽ hạn chế cái đấy đi một chút, thì các bạn người hy vọng là tự hiểu nó có cái tab đấy để gắn vào cái phần nào đấy rồi. Nhưng những cái phần quan trọng thì đương nhiên là mình vẫn sẽ phải đề cập đến như vừa rồi, những cái phần súng ấy. Thì đây chúng ta đã có crosshair xong rồi đó, các bạn nhìn đây, crosshair nhìn tổng thể rất là ổn đúng không? Mình rất là thích cái việc mà nó thiết kế cái hai cái phần sườn của bên xe này thành cái áo choàng của crosshair, nhìn rất là đẹp, đằng sau trông cũng khá là ổn. Đấy, mình gập cái phần đầu xe, mui xe này vào cho nó gọn. Các bạn nào thích thì bỏ nó xuống rồi thành cái áo choàng cho nó giống hơn cũng được. Đấy, rồi, bây giờ thì vào phần cử động và các chi tiết ở trên. Đây, các bạn xem. Rồi, đây, các bạn nhìn đầu của nó này. Rất là chi tiết đúng không? Cái phần kính này không được sơn thì cũng hơi tiếc. Cái đầu này nó không được cử động được nhiều lắm vì nó vướng có nhiều thứ đấy, chỉ ngắt ra được một tí này thôi, nghiêng nghĩa vậy thôi. Sau rồi đây các bạn nhìn biểu tượng Autobot trên ngực này, rồi các chi tiết này Deluxe mà các bạn nhìn thấy là sơn nó sẽ hơi thiếu một chút so với Voyager. Các bạn sẽ thấy là cái sơn nó không được sơn nhiều lắm, một số chi tiết chính thì mới được sơn thôi. Rồi về phần tay thì do cái phần vai này nó hơi kiểu nó quá khổ một chút, thế là có thể 360 được ấy, nhưng mà nó cũng hơi vướng một chút. Rồi về phần đấy là phần tay, rồi cổ tay này xoay 360 này, rồi cái phần bắp tay này, rồi khuỷu tay này lên xuống. Đó, cũng là khá là cơ bản. Rồi đến phần chân này thì muốn cử động thì chúng ta phải tách cái áo choàng ra một chút, rồi lên xuống này thì nó sẽ vướng vào cái đằng sau thôi, là cũng không được nhiều lắm. Rồi chúng ta gập được 90 độ, gần 90 độ. Phần chân này thì tiếc là không gì à, cũng không xoay được gì nhiều, nó chỉ như vậy thôi, nó chỉ là khớp cứng như vậy thôi. Rồi đó, nó chỉ có vậy thôi, cũng khá là đơn giản, một cái fix khá là đơn giản. Cái phần hay của nó là cái phần áo choàng ấy, thì đấy áo choàng này các bạn gạt ra gạt vào rồi tạo dáng cho nó các thứ khá là ổn. Mình thấy cái phần thiết kế áo choàng này rất là hay. Rồi bây giờ là đến phần phụ kiện, thì đây hai khẩu súng gắn hai bên tay. Đó, chỉ có như vậy thôi, hai tay hai súng. Đó, piu piu rồi khá là gọn gàng, mình thấy nó cách chuyển đổi của nó khá là gọn gàng. Rồi cái gì à, thiết kế của nó cũng rất là hay, cái phần áo choàng này đúng là tuyệt. Rồi cái gì à, ở dưới cái áo choàng này sẽ có một cái táp. Này, hơi khó nhìn một chút, nhưng mà có cái táp và một cái lỗ ở đây, nó là dành cho cái chỗ này của khẩu súng. Nhưng mà vì một lý do nào đấy mình không thể nào táp nó vào được, mặc dù thì ở trong hướng dẫn thì nó nói là sẽ táp vào đấy, nhưng mà cái chốt đấy vì nó quá lỏng ở cả hai bên luôn, và mình đọc ở trên mạng thì những người có cái fix này cũng đều gặp trường hợp tương tự là cái đấy nó thiết kế quá lỏng, nên là cái việc mà gắn cái khẩu súng này vào cả hai khẩu luôn,
bạn gắn theo chiều này, phổ này thì nó sẽ gắn theo chiều này, nó cũng đều không được đó, hay là chỉ gắn được ở cái dạng ô tô thôi, thì gắn vào hai bên tay. Đấy, ở dạng ô tô thì các bạn gắn vào hai bên tay có cái táp, có cái lỗ chỗ này. Đấy, thì các bạn gắn vào hai bên tay nó ở dạng ô tô. Còn cái dạng này thì thiết kế của nó thì là sẽ giấu được cái súng ở dưới cái lớp áo choàng đấy, thì nó mới có cái táp như vậy. Nhưng mà chịu, nó không ăn vào, mình không biết được là như thế nào. Thì đó, nhìn chung là chúng ta đã xong hết tất cả các chức năng của con Crosshair này rồi. Thì đây, như mình cũng đã nói, nó một cái fix rất là đơn giản, nhưng mà nhìn ngoại hình của nó vẫn rất là đẹp. Cá nhân mình thì rất là thích cái nhân vật Crosshair này. Ở trong phim thì nhân vật này cũng khá là cu ngầu, rồi cầm súng rồi các thứ. Nhìn cái dạng sport car nó cũng khá là đẹp. Thế là bạn nào thích thì quất thôi. Hiện tại thì mình nghĩ là cái về riêng về cái kích thước Deluxe thì cái dạng của con Crosshair này là đẹp hơn cái Crosshair của Transformer 4. Transformer 4 cũng có đồ chơi Crosshair nhưng mà nó lại không đẹp bằng. Và cái áo choàng này của cái bản 4 thì nó không có, bản 5 này nó mới thiết kế ra để cho cái phần sườn xe này thành áo choàng. Cái đấy là một thiết kế mình thấy khá là ổn và đẹp dành cho cái con Deluxe Class Crosshair này. Đấy, ngoại trừ cái việc hai khẩu súng này không táp được vào cái phần này như cái hướng dẫn của nó, thì đấy là cái mình nghĩ là cái phản ánh duy nhất của mình về cái món đồ chơi này thôi. Ngoài ra thì phần đầu này cái cử động của nó cũng hơi hạn chế một chút. Thì đó, nhìn chung thì đây là một cái fix khá là ổn. Nếu bạn nào thích Crosshair thì mình nghĩ là nên mua cái fix này của cái Deluxe Class này. Thì đây, clip này tại vì nó cũng khá là đơn giản nên clip này nó cũng khá là ngắn, và cũng một phần là bởi vì mình cũng nói là các bạn muốn là clip nó ngắn hơn. Vậy đây là những cái phần mà mình nghĩ là nó không quan trọng lắm, như là cái táp đấy là nó sẽ táp vào cái chỗ nào thì những cái phần mà táp mà nó kiểu hiển nhiên quá rồi ấy thì mình sẽ thôi không đề cập đến. Còn những cái phần mà quan trọng như là táp súng, cất súng các thứ, cất những cái này ở đâu thì mình vẫn sẽ là đề cập đến rồi. Thì đó, chỉ vậy thôi. Thì đó, vậy là mình đã giới thiệu hết tất cả các chức năng của món đồ chơi Deluxe Class Crosshair Slash 9 Premier Edition này rồi. Thì đây, video xin được kết thúc ở đây. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Tạm biệt.